vô thì rất tiếc thì không phải ạc mình. Nhưng mà đây ạc một của bạn viewer ha. Bạn ấy đã là rất may chứ nhở. đã gửi ạc. Rất may nó không phải ạc mình chứ nhở. Vậy mình phải giúp bạn viewer chứ. Nói chung là bạn ấy đã gửi cho mình con ạc này để mà farm chủ yếu, trách chủ yếu cho Nahida. Đây Nahida của bạn ấy. Thì đang cầm cây mảnh trương tế lễ 744 tinh thông của mổm 27110 thì nói chung là chưa ổn lắm ha. Đó, nhưng mà nói chung là chỉ có hiện tại tinh thông ổn thôi chứ còn lại là đang chưa ổn lắm. Và bạn ấy muốn mình cháp cho một bạn ấy một bộ khá là ngon hơn. Mà nếu mà gọi là một bộ ngon rồi á thì chúng ta sẽ cháp cho Baizu, nhưng mà thôi mình thấy cháp luôn cho Nahida đi ha, tại Baizu cơ bản cũng dùng set này mà. Đúng không? Chỉ là mình chỉ cần giữ mấy cái HP lại cho Baizu thôi. Đúng không anh? cái này chắc chắn nâng cấp được này. Tức là cái này cho Baizu luôn này. Tức là cái này cho Baizu. HP thì quá nạp với tinh thông luôn. Cái này tạm đi ha, nhưng mà 11 HP này nhìn cũng cho Baizu lắm ấy. Cái này xài tạm được. Nếu mà nó on set thì cái này ổn. Cái này thì chắc mình em nghĩ không nên thay đâu. 35 sát thương bạo thì em nghĩ không nên thay đâu. Không, cái này nên cho, hiểu không? Rồi cho. Hiểu lý do rồi, ok. Thì đó, nếu kiếm được một cái ly crit ray, một cái nón crit ray mà như vậy gọi là có nhiều tinh thông thì sẽ càng tốt ha. Ok đó, mọi người biết được cái tình hình rồi, thì chúng ta bắt đầu nè. Go, let's go. Ok, ký ức đường sau. Chúng ta sẽ trap 500 thánh di vật nhá. Tấn công. Tinh thông tỷ lệ này có khóa trước không? Thôi kệ đi, nói chung là cũng vẫn cứ check đi. Sát thương bạo. Giờ đang đồ yếu thì cứ có sát thương bạo. Ok. Mà chưa kịp hết nói hết câu rồi. Phòng ngự HP thì nên có xíu hiệu quả nạp ha, mình nghĩ nên có xíu hiệu quả nạp ha. Phòng ngự với lại tấn công thì thôi. Ok, có đồ nâng ngay từ lần đầu trap luôn thì khá là tốt ha. Cái này nâng trước đi, cái này có tinh thông và tỷ lệ này. Tấn công, bỏ. Ok, bỏ được. Cái này nữa, thêm này luôn. Được không? À, phòng ngự. Ok, phòng ngự thì bỏ đi ha. Hiện tại đồ đang yếu thì chúng ta có một dòng sát thương. Ok, nói hơi sớm nhưng mà ok. Nói hơi sớm thiệt. Nãy giờ mình nói hơi sớm ấy. Nó vô hết hai dòng HP luôn mọi người. Lần lên 16 mà nó không vô tỷ lệ hay sát thương là mình không nâng nữa nha. Rồi. I know. Ok. Thôi bỏ đi. Biết ngay là nó sẽ lệch mà. Nhưng mà cái này thì khác này. Nhìn cũng thơm. Rồi này nâng, anh muốn nâng từ từ hay ôi này hơn? Mình cứ từ tốn trước đi. Ok. Trời ơi. Từ từ khoan hơn. Mày vô lần HP đúng không? Mày vô lần HP đúng không? Trời ơi. Anh biết em đang tính nói gì mà đúng không? Nó mà vô lần HP nữa là Baizu xài được rồi. Bây giờ nè, nó vô lần HP nó cho nó cay nè. Vô lần HP đó đi. Vô HP đi. Vô tấn công. I mean it's alright, like. Trời. Được. Thì tạm được đi, nhưng mà vấn đề là tự nhiên nó vô đóng HP xong giờ vô tỷ lệ cũng hơi kỳ. Giá như. Hôm nay đang không có gì này. Phòng ngự. Tấn công. Ghế đường này. Phòng ngự HP có hiệu quả nạp này giữ này, nhưng mình sẽ không nâng nhé. Và mục tiêu chính của chúng ta là từ từ khoan đã.
À lê lê. Cũng 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 không tệ tới mức đó. Nếu nếu mà nó 40 CV. Khoan đã. Để mọi người dùng đi. Cái thứ hai đổi gió all in đi ha. Ừ. Bây giờ mình làm một 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 cái, nếu mà mình làm á một một cái bình thường cái all in không? Ừ, mỗi cái mà mình kẻ đi ha, xin kẻ đi, quan trọng á. Ừ. Để giúp bạn viewer có đồ thì như mọi lần like, subscribe, ấn vào nút chuông và ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Tôi biết có mấy bạn đang không sập á nha. Đang coi mà không sập á, các bạn muốn chù quẹo đúng không? Vô này, 1 2 3 Oh! Mấy bạn có lên sụp đúng không? Mấy bạn có lên sụp đúng không? Hay không có tinh thần giúp đỡ người người nghèo gì hết. Mấy bạn mới unsub luôn đúng không? Tôi cá rồi mấy bạn mới unsub luôn. Ok, ok. Được, được. Lần này không có hoa này. Đúng rồi. Cái này hơi xấu. Ừ thì tăng sát thương nguyên tố thảo á, mày hơi xấu á. Được hai đồ trở lên thì chúng ta nâng. Lần này thì không có nó luôn. Ồ, ok hai đồ này. Ok. Ê lại con bay du nữa à. Lại con bay du nữa. Thiệt á hả? Really bro. Cho thêm nhá. Là tại thêm. Vì thời điểm đầu Hào nó có nói để cho con bay du. Trời ơi. Nào hãy đọc thần chú. Rồi cái này all in đi. Cái này all in đi. What the hell? Sao mày nhiều hiểu quá nạp vậy? 21 nhiều hiểu quá nạp. Rồi con Nahida phải chia Nahida 100 năng lượng ha. Ừ, chứ chỗ Nahida có 50 à, mình nhớ 50 hay 60 gì đó. Thật nhiều lông dữ vậy. Thêm cái lông nữa này, nhiều lông dữ vậy. À, đúng đúng tiêu chí của kinh ha Hưng. Bạn sẽ không bao giờ cần lo về lông nếu mà bạn Why? 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 Giờ tiếp theo tới cái này nâng từ từ này. Này nâng từ từ này. Hey, that's pretty good. Ooh. Nó miss dòng cuối nhưng mà không tệ, không nhưng đúng không? Không tệ, cực kỳ tốt á chị nè. Em nữa là nó có một cái đồ cực kỳ ảo ma Canada rồi nhưng mà cái này nó vẫn là 40 CV nha, vẫn 40 CV á. Ok, cộng một đồ, cộng một đồ. Rồi cái này nâng lẹ dục nè. Đây nâng lẹ dục nè mọi người. À. Nếu mà bạn có đồ này thì bạn sẽ không bao giờ cần lo về việc bạn chết luôn á. Vậy thì chúng ta có một đồ thực sự tốt cho con Nahida luôn này. Ok, hợp lý ha. Ngon. Chỉ là đang thiếu tỷ lệ quá thôi. Tỷ lệ bộ kích của bạn đi, tại vì không không chưa kiểm tra được anh, không chưa kiểm tra được tại vì chúng ta đang chưa có cái nón HP anh, chưa có nón Crit Ray anh. Nó hiện tại nón tinh thông cho nên là, nó hiện tại nón tinh thông cho nên là kiểm tra nó nhìn tệ lắm. Cái này giữ được này, ok. Giữ được luôn này. Để nó từ từ rồi này, all in nếu mà nâng. Cái này giữ được luôn này. Ừ. B phòng ngự sát thương bạo kích.
giữ xem thử, xem thử cũng được, không có không vấn đề gì lắm. Thử dục này, tấn công dục luôn này, sát thương bạo chứ đi, thì đang không cần sát thương bạo, phải vô tỷ lệ thiệt để bạo thiệt này. Cái HP dòng đầu rồi nên nữa không ta, giờ mày không vô tỷ lệ ta dục. Ừ rồi dục hết hết hết. À, không, thực ra thì vẫn chưa có đồ. Nếu mà lần này không vô tỷ lệ bạo thì dục thiệt. Nó mìn, nó mìn, nó mìn. Nhưng mà nếu mà lần này nó lên lên 10 tỷ lệ bạo thì còn. Wow. What? Thôi 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 thôi, không nói gì nữa, không nói gì nữa. Mình sẽ không, mình sẽ im lặng. Nó sẽ kiểu như vậy nè, em phải hiểu là nó sẽ chơi cái trò là giờ tao đéo vô thì sao. Chị dục cũng nói mà dục tao thôi vậy. Em nhớ Nahida cầm kiếm mà đúng không? Cho nên Nahida theo theo tiết ly là chơi cộng chơi vật lý được mà đúng không? Đúng không? Em nhớ. Ê, cái này giữ luôn. Rồi, em chắc là Ruha Debata rồi chứ không phải là. Ủa mà người đó là ai? Sao nó tên ở trong đầu anh? Em cũng đâu biết đâu. Rồi đứng này rồi dục luôn đi không mọi người. Cái kia mới all in đấy, mà chắc là do lý do nó không vào là do mình hợp lý á. Do mình lỡ mình mình không nên all in nó. Rồi cái này all in này, đúng quy trình là all in này, all in này. Đó, để vô tỷ lệ, vô sát thương bạo này. Mà sao mày vô tinh thông mà mày không vô dòng tinh thông nè vậy? Cho đấy dòng tinh thông coi. Không luôn. Trời ơi. Hoa, lại lông. Rất nhiều lông. Quá nhiều lông. I have too much feather. Đặt sát thương nguyên tố phong luôn. Không mấy lát nữa chúng ta không nâng lông trừ nó một crit đi. Chứ không mấy lát nữa chúng ta không nâng lông trừ nó một crit đi. Thiệt hả? Vừa nói xong luôn á hả? Mày thiệt luôn á. Ê, nó nghe nè. Mình có thể nào mình đổi cái UID này thành UID của anh không? Không. Ê, cái này cũng có tinh thông mày thử được này, ok. Trời ơi. Tại sao? Ôi ơi. Sao? Why? Lúc nào cũng có phải có một cái mũ tấn công vô mới chịu ấy chứ. Hay thiệt. Quả nạp vứt này. HP dục luôn này. Phòng ngự dục luôn này. Trước đi. Cái all in rồi cho nên từ từ này. Chết bà ơi. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Chết bà ơi, thiệt. Everything is not good. Dẫu nó mean nhưng mà nó không ổn. Bye. xin biến biệt bạn. À, giờ tới cái này all in vô. Are you serious? Mày thiệt luôn á hả? Mày né hết luôn á. Cái gì vậy? Mày thật sự mày né hết luôn á hả? Nhưng mà nếu mà nói đúng thì nó vẫn ngon hơn cái hiện tại, nên là đổi qua cái mới này cho nó có nhiều tấn công hơn ha. Vô gì cũng được. HB luôn. Thôi HB đi nào.
thôi lệch dòng rồi, thôi bỏ đi ha, cũng không cần cái này nữa. Thì nó cũng HP mà sao em chê nó vậy? phân biệt dòng phụ á làm gì em? Người ta nói mình không có công bằng, dân chủ, hiểu được rồi. Văn minh. Anh là người Pháp à? Anh đâu có bác ái đâu mà Pháp. Anh là người Việt. Ở Việt Nam hay Việt Kiều? Không có nó rồi. Đồ mình đang cần một cái hoa đi, ít nhất cái hoa đi, cho cái hoa đi nào. Bây giờ không có hoa toàn lông không à? Người toàn lông. Toàn lông với nón. Ở đây 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 đây. Nãy nâng từ từ rồi, bây giờ là cái ôi này. Mình ôi mà lên luôn. Ừ. Thôi được. Được. Nice. Rồi xong. Hợp lý luôn. Lý. 30 à. 30 thôi, tại cái này vừa của nãy mình kiếm cũng vừa đủ 30 nè, nhưng mà nó không tinh thông, thì cái này 30 có tinh thông là ngon hơn rồi, giờ tấn công luôn. Đi đã hết. Đó, hợp lý hơn. Rồi. 10 điểm. Rồi tới cái này mày tính làm gì? Nãy tao in rồi, giờ tao nên tính thường. Cho mày cơ hội nữa. Vẫn giữ ha, nhưng mà vẫn giữ với em ấy ha, tại nó vô 2 lần rồi, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không xài cái này đâu. Đây hình như hết rồi đó mọi người. Hết. Ủa, content, 5... sắp hết content rồi, 500 thánh gì vật lẻ không? Ủa 500 gì lẻ vậy? Anh nhớ là nó phải tầm như anh em mình là cỡ tầm 10-15 phút, 20 phút gì đó chứ. Phải. Tại sao mới có nhiêu đây là hết rồi? À 20 phút rồi đó. Ủa vậy hả? Ủa khái niệm thời gian quanh kỳ thôi. Video quay đã quay được 20 phút rồi đó. Vậy là hết cứu rồi sao? Chưa chắc, khoan đã. Cũng cứu hơn rồi á, nhưng mà đang cần vấn đề cải thiện vấn đề tinh thông, và chúng ta vừa có một thứ giúp có thể có khả năng giúp ta cải thiện vấn đề tinh thông này. Không phải cái này. Biết gì không? Biết cái gì không? Gì? Hết video rồi đó. Mọi người cho một like và subscribe nào. Để ủng hộ bọn mình, có ủng hộ bạn viewer có cái một đồ thật ngon nè. Vô nhá. Bây giờ thậm chí những video về sau á thì khả năng là mình còn không chỉ là like, subscribe để ủng hộ mà còn cúng phải không? Cúng à? Cúng gì đấy? Tháng 7 à mọi người. Đang tháng 7 cô hồn mọi người ơi. Không biết là khi video này lên sóng mà đã qua tháng 7 chưa, nhưng mà tháng 7 cô hồn á. Rồi ok. Mày thấy gì đây không? Nào chúng ta cùng hiến tế môi chè nào. Hiến tế con để giúp mẹ có đồ ngon hơn nào. Rồi đó. Rồi đã hiến tế con rồi, giờ mẹ sẽ có đồ ngon nhá. Ủa mình đang reality stone hay gì? Đừng hỏi em cũng đâu biết đâu. Rồi, giờ mẹ có đồ ngon này. 3, 2, 1. Yo! Ngon hơn. Hiến tế thằng con được không? Thì ra là vậy sao? Được. Mở mắt ra đi. Thì ra là vậy sao? Đó, mọi người biết cách để được đồ ra Hira ngon rồi đấy nhá. Hiến tế thằng con. Còn phải hiến tế đứa con nuôi của mình. Ok, 762 tinh thông, 66123, nói chung ổn rồi. Đơn cân đồ lại để đồ phụ dòng đồ, gọi là để đồ offset các thứ thì để em ấy làm sau ha. Từ nha, 66, từ. À, 66 hơi cao hả, hay sao? 762 tinh thông mà 66 tỷ lệ rồi. Giảm xíu tỷ lệ thì... hả? Thì đang cảm giác tại vì Nahida có nội tại bóp tỷ lệ mà. Đúng, tức là chiêu E mà. Được, để coi thử đổi coi. Kiểm tra lại coi mà có thể nhiều sát thương hơn không. Cái cao nhất là 44.
không có tinh thông coi như thế nào. Để từ từ, để không và không có sát thương bạo, tỷ lệ bạo luôn nó vẫn 44 mà. Ừ. Hay, nói chung là thôi để bạn cân đồ lại đi ha. Rồi. Những option chúng ta layout ra thì có thêm option rồi đó. Cân đồ đi. Còn nếu như mà em không biết cân đồ thì có thể hỏi ra anh thêm một phiếu nữa. Rồi, nói chung là vậy được rồi đó. Video vậy thôi. Nếu mọi người thích những video kiểu này thì mọi người like, subscribe, ấn vào nút chuông để ủng hộ bọn mình ha. Và ủng hộ Weibo Game dưới phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.